Quỳnh Tinh, Vũ Luân, tất cả đã có mặt trong gọi là cái ngày lễ tưởng nhớ Vũ Linh. Thì tất cả cô chú chị vừa rồi chứng kiến một khung cảnh cực kỳ là đau lòng, là trong khi mọi người đang vái lại thắp nhang cầu nguyện đọc kinh thì bát nhang bốc cháy phực lửa. Thì rất là nhiều cái bà con cô bác là bây giờ là hiện tại đang tại cái căn nhà riêng của Vũ Linh á, thì người ta khóc rất là nhiều. Đó, các fan hâm mộ, thậm chí là hàng nghìn người dân đã có mặt trước cổng nhà Vũ Linh để mà có thể là quay cận cảnh trực tiếp cho tất cả bà con cô bác chia sẻ bàn tay. Thì hiện tại Vũ Luân cũng sẽ là bây giờ là đang chuẩn bị gọi là cái công tác đưa tiễn, đó, thắp nhang, và từng người khán giả cô chú chị sẽ được vô thắp nhang. Và một xíu nữa sẽ có những cái tiết mục gọi là văn nghệ cải lương tưởng nhớ nghệ sĩ Vũ Linh nha. Thì các con Phi Nhung, Hồ Văn Cường cũng như là Vũ Luân và Bình Tinh, đó, tất cả đang chuẩn bị công tác trong cái buổi tối ngày hôm nay là hậu trường cũng như là sân khấu văn nghệ tưởng nhớ đêm tiễn biệt cuối cố nghệ sĩ Vũ Linh của chúng ta. Và ngay sau đây một xíu nữa tất cả sẽ đều ra mộ để mà có thể là khởi công xây dựng cái ngôi mộ của Vũ Linh. Cũng kính mong tất cả cô chú chị có thể là theo dõi và chiến đấu. Đó, hy vọng tất cả bà con của bác có thể là để lại cái lời cầu nguyện cho nghệ sĩ Vũ Linh của chúng ta nha mọi người. Thì từ giờ cho tới 100 ngày Vũ Linh thì còn rất là nhiều điều. Đó, cũng kính mong tất cả bà con hãy đăng ký kênh và theo dõi và cập nhật thông tin đến giây phút cuối cùng nha cô chú chị. Và hiện tại bây giờ là từ giờ cho tới chiều sẽ còn rất là nhiều nghệ sĩ tới viếng thăm như là Đàm Vĩnh Hưng nha mọi người. Thì Tài Linh, rất là nhiều cô chú chị hỏi Tài Linh đâu, thì Tài Linh hiện tại là không thể về được nha, và đang ở nước ngoài. Cũng có một cái đoạn video họ cho rằng Tài Linh khóc đến nỗi mà ngất xỉu, mặc dù Vũ Linh đã mất lâu nhưng mà Tài Linh vẫn không quên được cái nỗi đau mất mát đấy. Và bây giờ là đã có một cái tâm thư cũng như là những cái đoạn video sẽ được ghi lại, thì mọi người hãy là ok, sau đây sẽ được chứng kiến video của nghệ sĩ Tài Linh từ nước ngoài gọi điện trực tiếp đến gia đình của Vũ Linh để gọi là khóc. Mọi người xem mà cảm thấy là đau lòng. Thank you.
giấy điều tra, mình vừa lấy